rồi các bạn hôm nay mình sẽ đánh giá cái đôi giày chạy bộ đến từ hãng 361 độ của Trung Quốc đó hôm nay là ta sẽ đánh giá cái đôi giày là có cái tên là flame flame này là flame ra đời đầu ha lúc mà họ ra cái mẫu này thì họ chưa có ra đời hai nên họ chỉ gọi đơn giản là flame nhưng mà bây giờ họ ra thế hệ hai thế hệ 2.5 rồi nên uh, ta sẽ gọi cái đôi flame này là flame 1.0 uh, thì uh, đây là một cái mẫu dây um, full tấm carbon đầu tiên của hãng 361 ha nghĩa là nó có tấm carbon uh, uh, suốt cái chiều dài cái dây này ha và um, cái dòng này uh, lúc mà họ ra thì uh, họ định vị là ở cái dòng dây chạy bộ đường dài mà cái uh, thuộc cái phân khúc là dây uh, chạy tốc độ ha nghĩa là chạy full marathon tốc độ cao nghĩa là chạy ray ấy. cái đôi này thì nó đã ra mắt năm 2021 à, cách đây cũng đã gần gần 3 năm rồi hơn 2 năm rồi ha à, tới gần đây thì nó lại hot trở lại Nhân nhất là cái đi sale 11 tháng 11 năm 2023 vừa rồi vì nó giảm giá rất là sâu ha. giảm giá xuống chỉ còn khoảng hơn một triệu thôi ha sau cái đợt đấy thì nó lên giá một chút nên nó cũng khoảng uh, một triệu hai hơn một triệu hai thôi ha. hơn một triệu hai cho một cái đôi giày uh, full nấm carbon uh, uh, có thể dùng để đi uh, tham gia các cái giải chạy thì uh, nó quá là kinh tế ha thì cái đôi này mình đã sử dụng uh, chạy qua là được khoảng hơn 120 km rồi ha nên uh, cũng uh, sẽ có cái định giá nó khá là sâu cái đôi này ha bởi vì mình đã mở hộp ra và chạy được hơn 120 km thì cái video này nó sẽ không có không có cái phần mở hộp ha. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể coi sơ qua cái hộp của nó ha. Cái hộp cái hộp của 361 thì từ cái mẫu năm 2022 thì họ làm khá là đơn giản, hộp khá là nhỏ ha. Thì trên hộp chúng ta sẽ thấy cái chữ Quickbone. Quickbone đó là cái công nghệ tấm carbon full của 361. Quick Flame đó là cái công nghệ đế giữa Mixon À, cho dòng những cái dòng dây cao cấp của hãng ha. Đây chúng ta sẽ thấy 45 à, cộng trừ 2 đó là độ cứng của phần midsole. À, cái phần 65 phần trăm này ha, trở lên nghĩa là cái độ à, trả lực 65 phần trăm lên và 0.3135 cộng trừ công 2 gam trên cm khối đây là cái khối lượng riêng của cái phần uh, à, ha. Thì ở bên này chúng ta sẽ thấy cái à, mã sản phẩm này ha và đây cái size mình chọn là size mình là 260 à bề rộng là 2.5 và số 42. Thì size giày của 261 thì nó hơi uh, từ 2023 trở về trước giữa năm 2003 trước nó hơi hơi, hơi cái khác một số hàng khác của Trung Quốc. Số 260 của nó thì thường là 260 mm là uh, nó sẽ vừa cho chân là chiều dài 260 mm nếu không quá bài ha à, uh, chứ không như một số hãng khác ví dụ như chúng ta 260 chúng ta phải cộng cộng 5 cộng 10 nên phải chọn là 270 nhưng mà 260 của uh, 361 là là vừa cái chân 260 luôn có thể cái chiều dài của giày nó sẽ cao hơn 270 gì đây, ha à, giá đây nó là 799 tệ chỉ nhìn là à, uh, mình đã nói lúc đầu rồi cái lúc mà cái đợt giảm giá 11 tháng 1 2023 thì nó giảm xuống rất là nhiều nó chỉ còn 269 tệ thôi và cái giá bình thường bây giờ nó là khoảng à, 339 tệ ha. là khoảng 1 triệu 2. Ở đây chúng ta sẽ thấy những cái bản size của à, 361 ha, như số 42 là 260 ha. À, số 9 US là size 43 265, số 10 270 và họ lên tới size à, số 47 luôn 285 ha. Thì trước tiên chúng ta xem cái phần à, upper của cái à, mẫu dây này. Thì cái upper này nó dùng một cái vải mesh cái lỗ rất nhỏ loại mono mà nó làm chất liệu là ETPU một loại nhựa ha thì cái phần upper này nhiều người nói nó giống cái phần upper của cái hãng Nike ha của cái dòng giày Nike Vaporfly Next phần trăm và đời số 1 ha thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó sẽ có những cái lưới trong ha ta thấy cái bàn tay ở trong đây ha đây là những cái nhỏ lỗ nhỏ li ti để nó trao đổi khí ha thoát thời cái phần upper này nó sẽ có tráng một số cái phần nhựa cứng ở đây ha chúng ta thấy những cái mảng này mảng này mảng này mảng này thì bởi vậy cái phần thoáng khí ở đây phần cái phần trong suốt mà ta thấy ở đây những Cái lưới này ha nó cũng khá là ít khá là ít nên về mặt thoáng thì đô này nó cũng vừa phải nó không khoảng lắm cái phần che đi cái phần lưới này nó, nó rất là nhiều phần lưới thực sự chúng ta nó khá ít nó chỉ tập trung ở chỗ này ha chỗ này chỗ này chỗ này nên uh, một số người chạy thì nó nó khá là bí ha mình cũng cảm giác con đôi này đi mùa hè nó cũng khá là bí đó là phần mũ trước của cái, cái, cái phần upper ha. phần sau ha. phần ở giữa phần sau này thì được gia cường nó cứng hơn một chút ha nhất là cái phần phần gót này ha. gót này nó cứng hơn cái phần này thôi nhưng mà so với những cái đôi mà cho những người bắt mới bắt đầu chạy đôi về giảm chấn thì nó cái độ cứng nó cũng vừa phải không, không quá lắm ha thì ở cái phần à, nửa sau của cái từ mít phút ở sau tôi thấy nó cũng à, làm khá là cách điệu ha nhiều chi tiết thường 361 thì nó sẽ có cách điệu của chữ ba này ha. chúng ta thấy chỗ này ha. số 3 cái phần à, lưỡi gà ở đây lưỡi gà ở đây thì chúng ta thấy nó là một cái tấm uh, một lớp cũng chất liệu cũng khá giống cái này nó cũng sẽ có một phần lưới ở đây chúng ta thấy phần lưới trắng đây đây uh, một, uh, một số cái phần mà nó uh, gia cổ ở này bằng vải gì thấy ha uh, thì phần lưỡi gà này cái phần uh, mình thấy nó cũng chất lượng nó cũng được cái phần dây dày thì nó là một cái dây dạng dây dẹt theo là cái phần uh, miso thì Mixon đây ở đây chúng ta dùng công nghệ là của hãng là, là Quick, flame ha. Uh, Quick Flame thì uh, nó là công nghệ để giữa cao cấp nhất của hãng từ năm 2021 với uh, 2022 nó sẽ trang bị cho cái đôi flame này và một cái đôi cao cấp hơn của nó là đôi phi 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 bao đó. bên uh, tây thì hay gọi là hơi cân nhưng mà dịch tiếng À, anh thì nó nó gần với chữ furious ha. cũng giống như một số cái hãng khác cái phần Misson thì nó cùng cái tên quick flame nhưng mà nó cũng sẽ có this for that. cái đôi này à, mặc dù là quick flame ấy, nhưng mà nó mình nghĩ là nó sẽ không có cái thành phần P3 P3 là cái thành phần trong cái đế Nike Zoom và nó chính, cái phần chính nó vẫn là ETPU nó pha thêm một số cái gì đấy bởi vì cái độ trả phản hồi lực của nó khoảng 65 phần trăm thì 65 phần trăm thì nó rơi vào cái cái mạng phần để ETPU mà dùng cái công nghệ bọt siêu tới hạn hơn thì cái đế giữa này thì nó nó cũng là cái dạng pop coin cái dạng hạt dạng hạt và nó ép vào thì ở trên cái phần đế này chúng ta sẽ thấy in những chữ one degree beyond ha 361 độ thì nó họ nói là một cái độ là sẽ vượt xa tất cả phần lại ha nó sẽ có phần là quick balance công nghệ của balance cổ của hãng quick là là cái để carbon này ha tấm carbon quick flame thì chúng ta sẽ thấy chữ ở đây là 88 d 88 d thì đó là độ cứng của cái phần outsole ha à, cái phần lực 0.3 à, Newton mét trên một độ cái phần này thì mình cũng không hiểu lắm và cái độ cứng là 45 cộng trừ 2 À, chúng ta sẽ xem những cái hộp và cái độ phản hồi lực là 65 phần ta sẽ thử to đo cái độ cứng của cái đế Quick flame này ha đây, chúng ta sẽ thấy là cái độ cứng đây mình đo được khoảng 44.5 ha 45 độ nó cũng đúng với cái, cái thông số mà công bố của nhà sản xuất ha thì cái độ cứng 45 độ này thì nó khá là cứng ha so với những cái đôi giày mà Ray ha, những đôi giày top của các hãng ha. có ảnh hưởng tới cái phần phô của cái đôi giày này như thế nào không ha. Thì lần nữa ta sẽ bàn Cái phần midsole này chúng ta thấy nó sẽ kẽ một cái đường này. Đường dọc này ha. Chúng ta thấy cái màu sắc nó khác ở dưới đây màu trắng ha. Nghĩ đây nó da yeah, có vẻ nó giống như là cái phần ấy của cái thân tấm carbon ha. Đoán vậy thôi chứ cũng không chắc lắm. Thì ở dưới cái phần midsole này chúng ta sẽ thấy cái chữ quick ở đây ha cái tấm ở đây đó là cái tấm carbon full của chúng ta à, cái công nghệ carbon thì đây là một cái giày ray với tấm carbon thì chúng ta về cái phần bẻ này nó sẽ nó sẽ rất là cứng cường rất là cứng phần bẻ này chúng ta sẽ không bẻ được đâu chúng ta sẽ thấy nó chỉ ấy được một chút ở cái phần mũi nha nghĩa là cái tấm nó đâu đó ở đây à, cái phần này chúng ta không bẻ được cứng lắm vì là cứng và cái phần chống xoắn lật thì nó cũng phun này thì nó cũng À, rất là là chống xoắn là rất là tốt ha xoắn cái này xoắn này không được ha. so với những cái đôi mà nó chỉ có một cái tấm carbon ở giữa để chống xoắn lật này thôi ha thì đôi này nó sẽ cứng cáp và vững chắc hơn nhiều ha cuối cùng là cái phần uh, outsole outsole và cái đế ngoài của nó ha. ngoài nó thì uh, nó dùng công nghệ của hãng gọi là rpu ha RPU này thì hình như là gốc nó cũng là từ cái CPU một cái loại nhựa PU ha nhưng mà cái phần đế ngoài cao cấp nhất của hãng á, RPU này thì nó nó thêm về cứng về chống mày một cái phần mà chống trên trượt mình nghĩ là nó sẽ không bằng những hãng như e Step hoặc là Lenin ha thì ở đây chúng ta sẽ sờ đây nó rất là cứng những hãng khác thì uh, độ cứng những cái này đâu đó khoảng uh, 80 độ lại thôi ha còn uh, riêng của uh, 361 thì chúng ta sẽ đo trong thông số thì nó ghi là 88 ha. Ở đây mình đo đây là khoảng 83 ha. 83 tư thì đây ha, nó không giống số 88 ở đây lắm ha. À, có thể là cái thang đo này nó hơi khác đây 88D. Thì à, nó sẽ cứng hơn một số hãng khá là nhiều. Ừ. À, cái phần ao xôn ở cái phần từ cái phần à, giữa chân cho tới cái à mũi chân thì mình thấy nó khá là dày. à, à cái độ dày đây ha. À, thấy nó, nó phải 1, mấy mm ha, 1,2 mm. Nhưng mà cái hãng 361 ở cái phần sau này ha, cái phần áo phần sau này họ trang bị à, mình thấy là cái điểm yếu của gần như tất cả các dòng uh, carbon của hãng này là nó khá là chìm và nó khá mỏng ở cái phần um, gót chân ha có lẽ họ họ nghĩ là những cái người mà dùng những cái đôi này thì thiên hướng họ sẽ là đắp đắp mũi đắp mũi thì dưỡng chân nhiều nhưng phần sau này họ làm rất là mình cảm giác nó khá là mỏng và cái phần nó làm nó hơi chìm vậy nó hay đôi ba số một những cái đôi mà dùng RPU để RPU những cái đế phần sau nó hay bị mòn mài mòn ở chỗ chỗ này mòn nó, nó ăn luôn cái phần xôn này dĩ nhiên là nó ăn nó nó chỉ chạy tróc một tí thôi nó cũng không có cái phần xôn của họ thì cũng rất là bền nó cũng không có nó nhưng mà cái bề mặt thẩm mỹ thì nhìn nó cũng không đẹp lắm mình thì chạy là ăn ra má ngoài khá là nhiều nên đắp ngoài thì cái phần này cũng khá mòn chân phải thì mình đắp ngoài ít hơn chân trái ha đây là cái đôi bên trái bên trái thì đắp nhiều hơn hơn một trăm số thì nó cũng khá mòn ở đây và cái um, phần này ha, tại họ làm chìm quá nên nó ăn nó hay bị dính cái phần uh, miso ha, nó, nó bóp bóp tí này, tẩm Mỹ nó không đẹp lắm ha. Nhìn ở cái đế này ha, chúng ta thấy cái cấu trúc popcorn ha những cái hạt. à uh, miso nó ép là thấy khá là kỹ. Okay. tại video này nó nó chạy nó ăn và đất nó khá dơ rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ cân lại khối lượng ha, của cái này ha. Thì khi mà hộp mình đã có cần trước ha xem sau một trăm hai mấy gần 130 trăm ba mươi km là sẽ cần lại thì đây là đôi bên trái ha lúc mở hộp nó nặng nó khoảng 251g năm thì bây giờ nó là 250g năm nó bị mất đi một gam đôi bên phải lúc đầu mở mở ra là 240g thì bây giờ nó là hai ha thì sau khoảng 130 km thì ta đã mất đi một gam chung về mặt khối lượng thì khối lượng Khoảng 240-250 g nó cách nhau 10 gram thì cái phần uh, kiểm soát khối lượng người sản xuất thì nó cũng khá là ổn. Cách 10 g trong một đô thì nó cũng khá là bình thường. Dĩ nhiên là nó không quá tốt nhưng mà cũng không quá tệ. Ha. Cái thông số khối lượng của 361 công bố quảng cáo thì so với thực tế thì thường là thực tế là nó nặng hơn uh, ít nhất là 10 gram. Cái đồ này khi mà công báo trong cái quảng cáo của họ thì đâu đó khoảng 235 gram. Và cho đường size 42 nhưng mà thực tế là mình 240 và 251 ha thì cách biệt nó khá nhiều cái phần điểm yếu của hãng 361 là phần kiểm soát khối lượng so với quảng cáo thì họ thực tế thì họ vẫn làm nặng hơn quảng cáo khá là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đo cái bề rộng của cái đôi giày này nào. Thì ở cái phần mũi thì mình sẽ xem là cái phần rộng trước này như thế nào. Cái phần mũi, chỗ rộng nhất này nó đâu đó khoảng 103mm Không phải là quá rộng, nhưng mà cũng tạm ổn So với những cái đầm dây ray thì nó cũng gọi là tương đối là rộng Đây là cái phần giữa, phần midfoot thì nó đâu khoảng 56.3mm Cũng tạm ổn Và cuối cùng là cái phần gót, thì cái phần gót nó đâu 81mm cái đô này cái phần uh, mình đánh giá là cái phần gót đó. gót nó khá là rộng nên mặc dù là đô này định hướng là có vẻ là dày rơi nhưng mà nó khá là ổn định và cân bằng bởi vì cái phần gót nó uh, Nó không quá hẹp ha. cái phần mũi thì uh, rộng rộng một là ba cũng tạm ổn với những chân những ai mà không không quá bè thì uh, nó cũng được chúng ta cũng không cần phải tăng sai nhiều như trên mình là 40 26 200, dài 260 mm và ngang là 10 thì đi cái đôi 42 này thì nó cũng khá là fit chỉ có cái phần mũi ở đây phần này ở trên này thì nó cũng hơi hơi hẹp hơi hơi hẹp nên đi về đi thì nó cũng khá là bó lên này nó cũng Uh, chạy những khoảng hơi dài một tí thì nó cũng uh, khi mà xong thì nó cũng không có uh, dễ chịu lắm nó cũng hơi hơi đau nhưng mà mình cũng chưa bao giờ bị cái vấn đề gọi là bị uh, kích chân hoặc là bị uh, bị uh, bị bị đen móng hay là bị uh, rột chân uh, về cái phần heel ha, uh, của con này uh, là chân lệch giữa gót và mũi uh, cái phần gót này nó là khoảng 32 mươi hai cm phần mũi 24 mm thì phần heel rope nó là 8 mm ha nó khá là con số khá trung tính ha ta có thể đắp mũi đắp à, giữa bàn chân hoặc là đắp gót nó cũng tương đối ổn ha cái bề dày mà 32 24 là cũng thuộc à, phần phần khúc dày có cái phần midsole là dày ha để dày sau những cái thông số à, kỹ thuật nó khá là khô khan và khá là mơ hồ Chúng ta sẽ xem cái thể hiện đồ này khi mà trên trên chạy thực sự thì như thế nào ha? thì mình có để một số cái hình track trên cho đồ này ha? ở trên cái màn hình chúng ta sẽ khởi coi thì nhận xét và khi mà trên chân chạy thì cái đồ này à, tuy là chúng ta thấy là cái độ phản hồi lực nó bị 65% năm phần trăm tuy nhiên cái độ phản hồi lực của con này rất là nhanh nghĩa là khi chúng ta ép xuống cái là nó đẩy lên liền à, cái tốc độ tốc độ phản hồi lực nó nhanh à, giúp chúng ta hỗ trợ chúng ta khi chạy rất là nhiều ha nghĩa là chạy ở những cái bay cao cái tốc độ cao à. À, nghĩa là những người mà chân khỏe à, sẽ thích ha. thích cái độ, cái độ phản hồi lực của con này khi họ đạp xuống cái là đẩy lên liền ha. đạp xuống cái đẩy lên liền à, một số cái dòng giày Ray nó thiên về cái mềm mại ha. Mềm, thì khi mà chúng ta đạp xuống thì cái đế này nó sẽ biến dạng và nó sẽ bật lại thì lúc đấy nó sẽ phản hồi là cái lúc đấy cái thời gian mà nó phản hồi lại chúng ta nó sẽ có bị một cái độ trễ nào đó riêng cái đồ này thì cái độ trễ nó rất là ít chúng ta đạp xuống cái là nó đẩy lên liền và cái phần cấu trúc của cái thanh carbon này nó hỗ trợ rất là nhiều chúng ta đã biết là thanh carbon nó hỗ trợ giống như là một cái cái đòn bẩy chúng ta đẩy xuống nha, như thế này nó thì nó sẽ phản hồi lực nó trả lên cho chúng ta thì bởi vậy nên mặc dù cái đế giữa này nó độ phản hồi lực nó chỉ là 40 65 phần trăm nhưng và với cái cấu trúc cái tấm carbon rất là cứng ha, cứng và cái góc họ bố trí cũng khá hợp lý à, và cái độ trả lực rất là nhanh của nó này thì cái đô này nó sẽ rất là phù hợp cho những người chạy cái P, thì à, à, dưới 6 ha, cảm giác là sẽ dưới 6 sẽ tốt và khi chúng ta chạy càng nhanh thì à, cái độ này nó càng thích. À, bởi vì cái độ trả lực nó nó rất là nhanh như vậy ha. Thì à, chúng ta chạy cái, cái những cái cuồng chân nhanh nó trả lên tức thì là nó không bị cái 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 độ nén nó trẻ những cái đôi mà à, cái đế nó hơi mệt nó nó, nó bị trẻ này nó trả lại liền thì À, khi mà chúng ta chạy càng nhanh thì cái đô này nó lại càng ít ví như chúng ta chạy bay dưới năm hoặc thậm chí chạy xuống đến bay bốn cái chiều rộng ha, của cái phần mũi phần giữa và cái phần gót này nó con này khá rộng nên con này về khi mà nó hỗ trợ chúng ta mà đáp nó rất là đậm ha. nó rất là đầm chân chúng à, ta sẽ không có cảm giác à, à, gọi là mất ổn định mất thăng bằng như những cái đôi mà đế hẹp ha. À, cái phần gót hẹp thì à, tổng kết sơ qua về cái đôi 361 sáu một không này ha thì trước tiên về cái phần upper thì cái upper này độ thoáng nó cũng gọi là trung bình à, nó sẽ khá là bí khi mà sử dụng trong những cái à, tháng mùa hè cái độ hỗ trợ và bảo vệ chân của này nó cũng vừa phải tại vì đây nó nó thêm về cái dòng giày tốc độ và rame, ha phần midsole thì nó khá là dày với chiều dày là 32 đến 24 từ gót đến mũi, à, với rốt 8 mm thì à, à, khá là phù hợp cho nhiều cái kiểu à, đáp chân à, gót mũi và gót gót mũi và và ở giữa ha. À, cái độ cứng của phần midsole thì coi thông số thì cũng khá là cứng so với những đôi dòng ray, à, nhưng mà khi chạy thực tế thì à, nhờ cái độ phản hồi lực nhanh và cái độ giảm chấn nó cũng tương đối ổn nên đồ này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta ở những cái giải tốc độ nhanh rất là tốt ha thêm nữa là cái độ cái bề rộng của giày nó khá là ổn từ từ gót giữa và từ từ mũi gót và giữa và gót nên nó khá là ổn định cho những cái phần tốc độ cao cái tấm carbon này nó bố trí cũng khá là hợp lý giúp hỗ chúng ta hỗ trợ lực khi chạy ở à, những tốc độ cao cũng rất là ổn. Đó. cái điểm yếu đồ này thì mình hãy phê bình đó là cái phần phần áo phần để ngoài họ bố trí phần gót từ đời 1.0 2.5 thì nó cũng chỉ có phần như này mà nó hơi chìm nên nó sẽ ảnh hưởng đến nó ăn lên cái phần những người mà đắp ngoài nặng như mình Chạy chạy thời gian nó sẽ ăn lên cái phần mi nó sẽ bóp tóc tóc như này nhìn nó cũng không có uh, được thẩm mỹ lắm uh, về phần uh, cái bình thứ hai uh, phần điểm biểu thứ hai là cái phần uh, phần upper uh, cái phần phần mũi nó cũng hơi hẹp uh, nên uh, uh, những ai mà chọn về fit uh, hơi hơi ôm một chút uh, thì uh, chạy À, khoảng dài ha. Như trên trên 21 km thì nó sẽ khá khó chịu nhưng mà 21 km lại như mình à, dài 26 ngang 10 à, với chọn cái đôi mà size 42 260 mm này thì nó cũng vẫn là ổn không có vấn đề gì cả. Và cái phần à, yếu thứ ba 361 là cái đôi này nó cũng hơi nặng ha. Và cái phần à, khối lượng thực tế sau khối lượng công bố của hãng thì nó chênh nhau khá nhiều đó thực tế nó phải chênh với khối lượng công bố nó đâu khoảng trung bình tới 10 g. cái mẫu 361 Flame. À, đây cái Flame ha, 1.0 này thì nó sẽ phù hợp với những à, bài chạy tempo và interval ha và những bài long run à, từ 21 nữa. Từ 21 cho tới 42 km luôn. Cái đôi này mặc dù là đôi full carbon đầu tiên của hãng này gọi là là dày để tham gia những cái cuộc đua luôn chạy ray luôn á à, nhưng mà tới cái thời điểm bây giờ thì nó sẽ không phù hợp ray lắm à, nó sẽ là những đôi mà để à, những à, elite ha elite những người mà ấy à, tập luyện ở cái cường độ cao ha. tập luyện về um, tempo interval gì đấy ha à, nó sẽ không phù hợp lắm cho những không phù hợp lắm cho những cái à, bạn mà mới bước vào cái môn chạy bộ ha những beginner ha. Tại vì à, giày những beginner mà chạy những đôi giày carbon thì nó à, cái phần tác động lực carbon lên chân nó sẽ khá là lớn ha, làm ta đau chân. Thứ hai là cái đôi này cái midsole nó khá là cứng ha. Nó không tạo cho cái cảm giác êm ái cho những người mới chạy. Mặc dù là cái phần giảm chấn của Mỹ này mình đánh giá nó cũng khá là tốt ha. À, thì uh, video một uh, đánh giá nhanh cái đôi ba số một Play 1.0 của mình, ảnh đây là hết. Xin thân ai, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.